cha chúng ngay tâm không dám buồn tiêu dao tháng ngày. Quý anh chị, chúng ta hãy nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra. Chúng ta hãy giơ tay phải lên phía trước, một mình tay phải đặt sát xuống thảm, giơ về phía trước như thế này. Chân trái chúng ta co lên để cho gót chân phải chạm vào đùi. Chúng ta nhẹ nhàng nghiêng sang bên tay phải. Chúng ta nằm nghiêng hẳn sang và để đầu chúng ta kê lên phía trên tay của mình. Nằm trong giây lát, nhẹ nhàng mời cả lớp chúng ta cùng ngồi lên, ngồi ở ngay phía giữa thảm của mình. Chúng ta hãy làm lỏng tay của mình nhé, móc ra khuôn mặt của chúng ta sau một nửa phần làm mềm để cảm giác thư thái, thư giãn hơn. Xoay tròn đều lên khuôn mặt của chúng ta. Quý chị, chúng ta đan hai tay vào nhau, đặt ở phía sau gáy của mình như thế này, và chúng ta lăn qua lại như thế này 8 nhịp. Sau một buổi tập mệt mỏi thì chúng ta cũng dành thời gian để massage và thư giãn. Tương tự, chúng ta giơ tay về phía trước như thế này, vuốt từ trên yết hầu, chúng ta vuốt xuống như thế này 8 nhịp. Quý vị, chúng ta tương tự, chúng ta đặt hai tay ở phía sau lưng thế này để vuốt xuống, rất là tốt cho hai quả thận của chúng ta. Tương tự như vậy, chúng ta làm 8 nhịp. Chúng ta cũng nhẹ vào tay, để tương tự. Thank you.